kênh của Long Coffee. Thì hôm nay em sẽ nói về chủ đề là cách pha cà phê Sài Gòn. Thì người Sài Gòn uống cà phê như thế nào và cách pha cà phê của người Sài Gòn như thế nào, thì các anh chị hãy cùng em tìm hiểu ngày hôm nay. Thì như mọi người đã biết đó, là dòng cà phê rang xay bây giờ được chia ra làm hai dòng, đó là dòng pha phin và dòng pha máy, đúng không ạ? Thì ở Sài Gòn có đầy đủ cả hai dòng đấy. Thì như mọi người đang thấy, hiện tại ở trên bàn của em đang có một cái phin cà phê 200g đang chảy nước cốt. Thì thông thường là bằng cái phương pháp truyền thống thì một số cái quán cà phê rang xay bây giờ vẫn còn sử dụng phương pháp pha phin như thế này. Thì thông thường là họ sẽ cho pha cà phê vào buổi tối trước khi nghỉ bán, hoặc là buổi sáng trước khi mà họ mở cửa bán thì họ sẽ pha cà phê bằng những cái phin lớn như thế này để lấy nước cốt, để mà khi mà cái lượng khách họ vào đông quá thì họ sẽ không thể nào mà pha bằng phin nhỏ như thế này được, tại vì sẽ không kịp nha anh chị. Vì thế là họ sẽ pha bằng những cái phin lớn như thế này. Thì phin lớn như thế này á, là phin 200g thì chúng ta sẽ chiết xuất được từ 7 đến 8 ly cà phê nha anh chị. Còn ngoài phin này ra thì chúng ta còn có một số cái phin lớn hơn, như là phin nửa ký thì lấy được 20 ly một lần nè, hoặc là phin 1 ký thì sẽ chiết xuất được 40 ly một lần. Thì thông thường là họ sẽ chọn cái phin 200g như thế này để pha, tại vì cái thời gian của phin này là tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Còn nếu như mà mình chọn những cái loại phin lớn hơn nữa thì thời gian pha rất là lâu, tầm 2-3 tiếng rất là lâu. Thì họ sẽ chọn bằng cái cách đó là sẽ dùng nhiều phin 200g như thế này, có thể là từ 3 phin, 4 phin hoặc là 5 phin để pha. Thì sau khi họ pha xong họ làm gì? Ví dụ như là buổi tối trước khi đi ngủ đi, họ pha xong một cái phin cà phê như thế này, thì đầu tiên là họ sẽ làm nguội nước cái cốt cà phê. Họ sẽ để nguội tự nhiên. Sau đó thì chủ quán họ sẽ cho vào những cái chai nhựa hoặc là chai thủy tinh, rồi bỏ vào ngăn mát để bảo quản. Thì thông thường nước cốt sẽ được bảo quản tầm 16 tiếng đồng hồ nha anh chị. Thì trong khoảng đấy là được. Còn nếu như mà quá 16 tiếng thì thông thường là các chủ quán họ sẽ bỏ nước cốt đấy chứ không sử dụng nữa. Tại vì cà phê có thể sẽ bị biến chất, bị chua, hoặc là uống sẽ không thơm ngon nữa. Thì vừa rồi là em đã hướng dẫn cho anh chị một cái cách pha cà phê của người Sài Gòn theo cách truyền thống. Thì bây giờ là như anh chị đã biết là dòng cà phê pha máy cũng đang rất là được phát triển và được nhiều người ưa chuộng. Thì pha máy như thế nào? Thì ở đây em cũng đang có một cái máy pha dòng Karimali một rúp nha anh chị. Đây ạ. Thì máy pha hiện nay cũng rất là nhiều dòng khác nhau, từ phân khúc thấp đến phân khúc cao. Thì dòng này được cho là một dòng thuộc phân khúc cao, trong phân khúc một rúp nha anh chị. Thì công suất nó rất là lớn á, một giờ có thể pha từ 5 đến 60 ly và một ngày thì có thể pha được 480 ly ạ. Thì làm sao để pha? Thì có giống cái cách pha phê máy này có giống như cách pha cà phê phin hay không? Thì không hề giống nha anh chị. Thì khi mà chủ quán, khi mà cái quán cà phê của người chủ đó có khách vào thì họ sẽ pha cà phê khi mà có khách order, tức là khi mà có khách vào kêu ly cà phê đen hoặc là ly cà phê sữa thì họ mới bắt đầu thực hiện thao tác pha, chứ họ không pha sẵn như là pha phin nha anh chị. Thì pha như thế nào thì anh chị hãy cùng em quan sát ạ. Đầu tiên họ sẽ lấy một lượng cà phê vừa đủ ra cái tay cầm này ạ. Rồi làm bằng mặt. Tiếp theo nhấn tamper và lắp tay cầm lên máy ạ. Và thực hiện thao tác là lấy cà phê. Và hình thức của cà phê pha máy và cà phê pha phin thì nó cũng khác nhau nha anh chị. Như anh chị thấy nè, cà phê pha máy nó sẽ có một cái lớp rema, gọi là lớp bọt đó anh chị nè, rất là dày. Còn đối với việc chúng ta pha phin thì sẽ không có lớp bọt này, trừ khi chúng ta đánh lên thì cũng có bọt, nhưng mà cái lớp bọt nó sẽ không giống như thế này ạ. Thì đối với Long Coffee thì một lần pha máy như thế này sẽ được 60ml nước cốt cà phê, tính luôn cả lớp bọt nha anh chị. Thì tiếp theo đó thì chủ quán họ cũng sẽ làm nguội cà phê nè, rồi cho đường vào, rồi lắc lên và cho ra ly. Thì cũng giống như là cái cách là làm cà phê pha phin thôi. Nhưng mà như anh chị thấy là rất là nhanh để chúng ta có được một ly cà phê pha máy, đúng không ạ? Chưa đến một phút là chúng ta đã xong rồi. Còn đối với pha phin thì như anh chị quan sát từ nãy giờ là một phin cà phê, mặc dù là em đã pha trước đó, nhưng đến bây giờ là vẫn chưa chảy xong, đúng không ạ? Thì vừa rồi là em đã nói về cách pha cà phê Sài Gòn. Thì sẽ có hai hình thức là pha phin và pha máy. Thì tùy theo mỗi khu vực, tùy theo mỗi người, cái sở thích của họ uống là pha phin hay pha máy, thì chủ quán ở nơi đó sẽ cân nhắc lựa chọn cái phương pháp pha là gì. Có một số quán là họ dùng cả hai phương pháp luôn nha anh chị, là vừa pha phin và vừa pha máy ạ.
Thì nếu như mà anh chị thích video này thì hãy like và share giúp em ạ. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại ạ.